Chào các bạn ha. Hôm nay mình tiếp tục làm một cái clip ha. Là mình sẽ làm cái lồng đẻ cho cá ruby của mình ha các bạn. Hiện cá của mình cho nó ra ngoài này rồi. Bây giờ mình phải làm cái lồng đẻ để cho nó đẻ, nó không có cắn con các bạn. Cá mình cho ra ngoài cái cao su bằng mình làm bằng thân cái thân gỗ đó các bạn. Cái sườn bằng gỗ hôm trước nè. Giờ mình thả nó ra đây rồi, bây giờ mình phải làm cái lồng đẻ cho nó đẻ các bạn. Ra đây thì cá nó cũng thoáng, nhưng mà nó có lợi là thoáng, nhưng mà nó bất lợi là ở đây để ra ngoài với các bạn. Chim nó là chim chài chài các bạn, chắc bạn cũng biết mà, chim chài chài rồi nó ăn cá mình các bạn. Mình mới thả hôm qua nhưng mà hôm nay mình mới thấy có một con chim chài chài nó lại, nó đứng nó canh nữa các bạn. Cái này mình phải làm đồ để mình che nó mới được. Bây giờ mình bắt đầu mình làm cái lưới này để cho cá, làm cái lồng đẻ cho cá mới được. Giờ mình bắt đầu làm nha các bạn. Cái lưới này là lưới mình mua nó 5 ly hết các bạn. Tại vì lưới mình cũng đi hỏi lưới 3 ly các bạn, nhưng mà tìm không thấy. Lưới này mình mua ở chợ An Lạc ở Cần Thơ các bạn. Cái này là 1m60.000 các bạn. Này mình nhắm chừng mình làm chứ cũng mình không có đo, tại vì mình nhắm chừng cái chỗ cá nhiều hết với chiều dài của cái hồ của mình thôi, mình không cần đo. Các bạn mua cái này các bạn về nuôi cá thì nó tiện hơn, tại vì các bạn nuôi cái này á, lúc mà cá nó đẻ bạn không có cần canh, cá nó đẻ thì nó tự chui ra thôi. Cái này mình mua 20 mấy các bạn, 150.000. Làm cái lồng đẻ này nói chung nó cũng rất là đơn giản các bạn. Các bạn chỉ cần mua lưới này với dây rút là các bạn làm được rồi các bạn. Cái chiều dài này là mình cắt làm được 3 cái các bạn. Tại vì cái hồ mình nó cũng không có được cao gì mấy. Bởi vì mình sẽ làm 3 cái. Mình nhắm chừng nó các bạn. Mình lười lấy thước đo, nhưng mình cứ chèn mình làm lại các bạn. Cái bề này mình để ở trên các bạn, có gì mình không cần nhắm cho nó ngay. Nếu mà bề dưới các bạn không ngay là cá nó sẽ chui ra các bạn. Cá, mấy con cá trống nó nhỏ hơn cá máy nó sẽ chui ra ngoài, chui ra ngoài nó cắn được các con à, các bạn. Mình sẽ làm một cái này cho các bạn xem nha.
bạn nuôi trong cái lồng đẻ này thì các bạn tiện tí xíu, các bạn có thể để 5-10 con máy trong đó cho nó đẻ thoải mái cũng được. Còn nếu bạn nuôi trong phần xốp không á thì bạn phải tách ra từng con. Làm lồng đẻ cho cá. Quay chạy sang luôn. Các bạn nhắm khoảng cách nó cho nó đẹp các bạn. Nói chung là làm không có tỉ mỉ mấy, nhưng mà cái chỗ này bạn làm cho nó đẹp đẹp xí. Này không đều. Vậy là xong được một cái lồng rồi các bạn. Giờ mình cắt cái phần dây gốc chưa này ra. Đây là xong rồi đó. Nó cũng rất là đơn giản đó mà. Cái bề này thì nó không được đều gì mấy, nó còn trong trên. Bây giờ mình để bề này, các bạn kiếm cái mặt nào phẳng các bạn để ở dưới, các bạn đừng cho cá nó lòn phía dưới ra ngoài. Giờ mình đi mình để cho các bạn xem ha. Cũng tương đối rồi. Cái này thì nó không như cái hồ kia. Thì mình lựa chỗ nào mà bằng phẳng mình để mà. Vậy nè các bạn. Cái này nó còn cao nữa các bạn. Nếu mà hồ bạn các bạn nó thấp đó các bạn mình có thể làm ngắn lại một tí nữa. Cái này nếu các bạn cắt làm hai cũng được nữa các bạn, tại vì nước ở trong hồ nó không có nhiều gì mấy. Làm cao thì đỡ con này con kia nó vô nó ăn cá mình nữa các bạn. Giờ mình bắt cá mình để vô hết các bạn. Các bạn để trong cái lồng này cũng đỡ chim, mấy chim chạy chạy nó vô nó ăn cá đó các bạn. Mấy đèn, chống đèn. Xong rồi các bạn. Trong này có 6 con mái với 5 con trống ha các bạn. Cái diện tích lớn thì 11 con cũng tương đối ổn các bạn. Cá này thì nó to rồi, bởi vì cái lưới này 5 ly cũng không sao. Nó không có chui lọt ra được. Tại vì cá mình càng ngày nó đẻ càng nhiều các bạn. Bởi vì mình không có để thùng xốp nổi, chứa thùng xốp là chứa không có nổi các bạn. Đấy, mình tính vớt cái con hay mình để trước rồi, nhưng mà nó nhiều quá, mình quay cho các bạn thì hơi lâu. Bởi vì mình lấy con lớn thì mình để cho nó nhanh, tặng lớn nó ít hơn. Con kia nó nhỏ này, nhưng mà cũng không có nhỏ để nổi để chui lọt cái này hết các bạn. Ngày mai mình có làm cái lọc bio chế đó các bạn. Hiện mình có mua hết mấy cái dụng cụ nữa rồi. Chỉ ngày mai mình lấy cái máy khoan về mình khoan. Mình làm cái lọc BO cho các bạn xem.
Các bạn nào có muốn học cách làm á các bạn thì cứ đăng ký kênh mình ha, đăng ký kênh để nhấn chuông để theo dõi clip mà tiếp theo để mình làm cái lọc bio cho các bạn xem ha. Nói chung cái lọc bio thì mình thấy trên mạng nó làm cũng đơn giản, với chi phí thì sáng mình có đi mua các bạn, từ cái chai đến cái từ cái chai đến mấy cái ống nước, ống điện các bạn, với nhôm thạch với bông gòn các bạn. Nói chung là chi phí nó không có nhiều gì mấy. Để ngày mai đi mình làm rồi mình sẽ nói tất cả các chi phí mình mua cho các bạn nghe ha. Để các bạn nào cần làm thì làm, khỏi ra ngoài mua chi một cái tới 30.000 40.000 các bạn. Thôi mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn nào yêu quý mình thì cứ để lại cho mình một đăng ký với một like ha. Thôi mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.